Hello mọi người, hôm nay mình tiếp tục quay được cái video về một loài nhất là phổ biến nha mọi người. Mọi người đi đâu chứ thỉnh thoảng giờ không sống như ngày xưa nữa, sẽ thấy nhiều con này nè. Mọi người thấy con đó gì không? Con này quê mình gọi là kỳ nhông, còn quê mọi người gọi là con gì? Nó có hai cách mà phân biệt, nó kỳ nhông đực và nhiệt kỳ nhông cái. Kỳ nhông đực á, mọi người nhìn nó, nhìn sống lưng của nó có những cái hàng gai hàng bờm giống như con rồng Nam Mỹ, rồng ấy á, chim gu đó. Trên sống lưng của nó có hàng gai, khi mà đến mùa giao phối á, nó sẽ hở cái hàng gai lên, đỏ ửng lên, đó là con đực để nó hút con cái. Con cái thì không có đó, nó có hai cái để phù hồ để mình phân biệt để đực và cái. Và thường hồi xưa thì rất nhiều, hiện tại mình đi lâu lâu mình mới gặp được một con này thôi, nó dưới quê thôi. Còn mấy cái con như là người ta nuôi kiển đồ, hay là cái con rồng Nam Mỹ, nó màu đỏ, nó màu xanh, màu vàng, nó là rồng Nam Mỹ như Ingu, nó gọi là Ingu. Con này cũng có nữa, này cũng có, cũng có cái đùi dài, cũng có hàng hình y chang vậy đó, nhưng mà nó không có bự nữa, nó bằng còn cái trở lại à. Còn con Ingu nằm ở Mỹ thì nó rất bự, nó có thể lên vài ký luôn á mọi người. Nó cũng họ rồng năm rồng con rồng của Indo vậy đó, rồng Indo có bự. Mà cái mấy họ này nhỏ như là con kỳ đà cũng là loại này. Kỳ đà cũng là loại giống như hình tựa nắng giống như thế này. Nhìn thấy không? Cái video của mình, mọi người ở quê mình, ở quê mọi người có những loài như thế nào, giống gì không? Mọi người có thể có phần comment bên dưới để giới thiệu cho mọi người cùng biết, cùng tham khảo, cùng học hỏi thêm những loài xung quanh chúng ta. Kênh của mình vậy đó, mọi người thấy thích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, bấm một cái like, bấm một cái chuông gì đó để mình đăng cái những cái video mới lên mọi người vừa thấy. Đến nhất có thể mọi người thấy con nào lạ lạ mọi người chia sẻ lên các mạng xã hội như là Facebook rồi Instagram rồi Twitter gì đó, rồi Zalo nữa mọi người, để bạn bè cùng xem cùng tham khảo. Rồi mình chia sẻ ngắn vậy thôi, chúc mọi người một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Chào tạm biệt.